Năm 2004, một kết quả nghiên cứu về dạo cổ làm trên chuột đã khẳng định độ an toàn của loại dược liệu này. Ngay cả khi uống liên tục trong vòng 6 tháng, dạo cổ lam vẫn không gây ra độc tính trên chuột. Đây là một tin đáng mừng cho những người thích uống trà dạo cổ lam và cũng như là cho những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, béo phì và cao huyết áp. Nhiều công trình nghiên cứu về dạo cổ lam cho thấy đây là một vị thuốc quý cần được bảo tồn. Bởi lẽ dạo cổ lam là một vị thuốc tự nhiên và có độ an toàn cao, lại được điều trị được rất là nhiều loại bệnh trong xã hội ngày nay. Các hoạt chất đáng quý có trong dạo cổ lam có thể kể đến như là tác dụng chống viêm, bảo vệ gan. Dạo cổ lam có tác dụng chống viêm và bảo vệ gan đáng kể, giúp phục hồi tổn thương gan, giúp bảo vệ tim. Dịch chiết từ lá dạo cổ lam có tác dụng tích cực đến sức khỏe của tim, ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Các saponin có trong dạo cổ lam có cấu trúc tương tự như là nhân sâm và giúp ngăn ngừa viêm loét dạ dày hiệu quả, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa ung thư. Tác dụng bảo vệ thần kinh, chiết xuất ethanol từ dạo cổ lam giúp cải thiện tế bào thần kinh bị tổn thương và ngăn ngừa bệnh Parkinson. Điều trị gan nhiễm mỡ. Những dược tính trên vừa kể đến cho thấy tiềm năng làm thuốc và giá trị của cây dạo cổ lam. Điều này giải thích cho việc tại sao người ta gọi cây dạo cổ lam là trường sinh thảo. Một số lưu ý khi sử dụng dạo cổ lam. Là dạo cổ lam trên thị trường thì có nhiều loại. Tuy nhiên thì dạo cổ lam 5 lá mà chúng tôi đề cập ở video này là loại tốt nhất và được ưa chuộng nhất. Các nghiên cứu về độ an toàn của dạo cổ lam chỉ dừng lại ở thời gian là 6 tháng. Vì vậy bệnh nhân cũng chỉ nên dùng dưới 6 tháng cho mỗi đợt điều trị. Không nên uống trà dạo cổ lam trước khi đi ngủ để tránh tình trạng mất ngủ và không uống trà để qua đêm. Với những người bị chứng hư hàn, thận hư, sỏi thận, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang cho con bú thì không nên sử dụng trà dạo cổ lam. Chiết xuất từ nước dạo cổ lam còn có tác dụng là chống huyết khối và làm chậm quá trình đông máu. Vì vậy, trước và sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân không nên dùng trà dạo cổ lam. Ngoài ra thì những bệnh nhân bị chứng máu khó đông hay là rối loạn xuất huyết thì cũng không nên sử dụng trà dạo cổ lam. Để biết thêm thông tin về vị thuốc quý này thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.